Alo, alo. Xin chào tất cả anh em nhé, hello tất cả mọi người nhá. Chúng ta sẽ đến với kèo đấu ngày hôm nay giữa game thủ Bắc Pro và game thủ Chân Mệnh Thiên Tử. À, rồi ok, xin phép mọi người em sửa cái bảng tên cái cho nó ok. Rồi chúng ta sẽ bước vào kèo đấu này. Ok, để này đi cho nó đồng bộ anh em ơi. Để này cho nó đồng bộ. Kèo đấu buổi trưa ngày hôm nay thì sẽ là kèo đấu giữa game thủ Bắc Pro và game thủ Chân Mệnh Thiên Tử anh em ạ. Trong cái chương trình thách đấu top đầu của ABL là rất là hay. Rất là hay anh em ơi. Và chúng ta sẽ cùng xem thử là hôm nay thì ai sẽ có cho mình được điểm số để có thể cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng đây. Trước tiên là xin phép mọi người cho em ít giây em chia sẻ một tên để cho anh em vào có thể theo dõi kèo đấu này, và anh em đừng quên có thể ủng hộ bằng cách ấn like, ấn chia sẻ anh em nhé. Ok, chia sẻ một tên rồi chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu này. Không biết là chất lượng âm thanh hình ảnh đã ok hay chưa, em xin phép test một tên. Ok đấy, như vậy là ok rồi anh em ơi. Trận đấu đầu tiên thì là AC Rome anh em ạ. AC Rome và Chân Mệnh Thiên Tử là người cầm Acilian. Bên kia thì là Roman của anh Bắc Pro. AC Rome kèo tương đối là hay đấy, hai con tuyển ít nhất là như vậy. Nhưng mà chắc chắn là AC vẫn được đánh giá cao hơn trong kèo đấu này. Kèo cái này xuống được à? Ok, làm tạm vậy đã. Để chúng ta có thể bước vào kèo đấu này. Một trận đấu AC có được quả phụ này, bầy hươu này. Quả đâu? Bầy hươu đã về tại nhà chính rất đẹp anh em ạ. Xem Chân Mệnh Thiên Tử thi đấu thì nó cũng không khác gì xem top đâu. Nhưng vẫn rất là mượt mà, rất là mượt mà, và đặc biệt là thao tác ok, thi đấu chuẩn chỉ. Cùng xem thử trận đấu này thì Chân Mệnh Thiên Tử sẽ xử lý bài AC này như thế nào. Hơi trống. Nhưng mà bù lại thì đồ ăn cũng tương đối ổn. Chặt cả gỗ để thiết kế BS cả. Đóng luôn mặt này cho nó dễ. Đấy, mặt này này. Cầu kỳ quá, chi tiết quá. Vâng, chi tiết quá anh em ạ. Chặt kêu gỗ để giống chiếc S tại vị trí đẹp. À, như vậy là thiếu mất một gỗ này. Rồi, chờ chờ chờ. Chờ chờ một gỗ để có thể thiết kế BS chứ không phải chặt gỗ để đóng S đâu anh em ạ. Tưởng ông chặt gỗ ông đóng S thì đúng là quá cầu kỳ. Hơi bị chậm dần một chút nha.
và hình như vẫn đang thiếu một đồ nữa thì phải. Quả phụ có rồi đấy, nhưng bây giờ phải có thêm một đồ nữa chứ nhỉ. Một thiêu, một quả và thêm cho mình đầy quả phụ thứ hai. Quả phụ thứ hai thì quá ngon. Thế này thì hơi khoai dành cho Roman bên kia, bởi vì đơn giản là AC là quân cửa trên mà bài còn đẹp nữa, lực khỏe như thế này thì có lẽ là dễ đánh đây. Nhưng thực ra cũng không nên coi thường và chủ quan trước Roman đâu. Roman nó là quân tuyển và nó cũng không hề yếu. Kèo này biết là lệch nhưng mà sẽ không lệch quá nhiều đâu. Không lệch quá nhiều đâu, Roman nó có chuyện cái sự đột biến nhất định đấy, không đơn giản anh em ạ. Và cái trận đấu đầu tiên này cảm giác là thao tác tay của game thủ Chân Mệnh Tiên Tử nó chưa vào lắm đâu. Vẫn đang có những cái lỗi nho nhỏ. Có lẽ là anh sẽ dành để test tay trận đầu thôi. Test tay thắng được thì ngon, mà không thắng được thì thua. Không sao cả. À ừ, kéo thời gian xuống. Đấy. Để mọi người chờ chút em kéo cái thời gian xuống nhá. Ok. Chờ tí mọi người nha, để cắt cái thực bộ xuống cho anh em xem cho nó dễ. Đây. Thực bộ đá của anh em đây. Đấy, cho vào đây. Đấy, cho vào cái dưới cái khung bảng quân nhé anh em nhé, cho nó vừa khít thì lịt ở đây luôn. Nó đẹp. Đó, đẹp chưa? Quá đẹp và quá chi tiết. Từ từ đã. Chỉnh lại cái này cho nó chi tiết. Đấy, nó phải khít thì lịt luôn. Đẹp quá. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái trận đấu đầu tiên này. Anh em tranh thủ bổ cho quả like đi anh em ơi. Anh em tranh thủ bổ cho quả like đi cho nó phấn khởi nào. Đấy. Anh em like thử xem cái thông báo livestream em đã cho lên đây nó đã hiện cho anh em ơi. Thông báo like share này không biết đã hiện chưa, bởi vì là vừa phải cài lại win một tơ anh em ạ. Hôm trước máy giật quá hay là hôm qua hôm kia là mất thời gian cài lại win thì cài lại máy các kiểu nó chưa lên like được anh em, thì hôm nay mới có thể lên like được cho mọi người. Thì không biết là tất cả mọi thứ đã ok hay chưa, vừa cài lại đấy. Cảm ơn anh người phán xử nhá, chào anh. Hôm qua anh vừa thi em quả kèo hơi đau đấy, kèo này hôm nào phải đánh lại thôi, hôm nào phải đánh lại nhá anh nhá. Đấy, cho cái thông báo này nó to to ra tí cho nó đẹp. Đấy, ok anh em like share thoải mái cho em có hiện thông báo anh em ơi. Bài này si đánh chém nhỉ, không phải đánh cung đâu. Bài nhà hơi trống này đánh chém cũng được, ok không vấn đề gì cả. Đấy, chúng ta sẽ cùng xem thử là chiến thắng sẽ thuộc về tay ai đây. À, kèo đấu này có một cái đặc biệt đó là vâng, game thủ đang xếp vị trí cao hơn là anh Bắc Pro cơ, không phải là Chân Mệnh Thiên Tử đâu. Nên là nếu như hôm nay anh Bắc thắng thì anh chỉ được cộng 50 điểm, còn Chân Mệnh Thiên Tử thắng thì sẽ được cộng 100 điểm. Và sau kèo đấu này thì em sẽ cập nhật bảng xếp hạng mới nhất đăng lên ao làng nhé mọi người nhé, để anh em theo dõi xem mọi người đã có tên ở trong cái bảng xếp hạng ao làng chưa. Sau kèo đấu này sẽ cập nhật bảng xếp hạng và có lẽ mỗi tuần sẽ cập nhật một lần đi, mỗi tuần cập nhật bảng xếp hạng một lần để cho anh em theo dõi. Hoặc là lúc nào có thay đổi đáng kể thì bắt đầu mới cập nhật, chứ còn cũng không cập nhật thường xuyên. Nhưng sau kèo đấu này sẽ cập nhật nha. Anh em chuẩn bị sẵn sàng để xem vị trí của mình đang là thứ mấy. Nhiều anh em bất ngờ khi nhìn thấy tên của mình, nhưng mà có hết đấy. Kể cả đồ tha thu có cơ mà. Rồi đọc comment anh em tí. Ấy à, bịp lắm. Chào bạn Dấu Thông. Thiên tử, Chân Mệnh Thiên Tử đi sang Hàn làm gì đây anh? Chắc là đi làm ăn xa thôi. Đánh bắt xa bờ. Chào anh Tạ Anh Hợi nhá. Chào bạn Đặng Ngọc Tài này. Ok, hello mọi người. 36.000 anh em rồi. Mỗi anh em cho một like thì phấn khởi luôn. Để chúng ta quay trở lại với kèo đấu này. Bên kia Roman chuyển sọc đơn. Bên này thì AC sắp chuyển cung đơn. Cung đơn kẹp lạc đà đối đầu với sọc đơn kẹp với ngựa chém. Chính xác là AC đã có một A rồi. Chuyển được một vài con cung đơn rồi. Nhưng mà cũng đang có một trận đấu căng thẳng phết đấy. Bởi vì đơn giản là nhà IC này cũng không phải là quá đẹp, hơi bị trống trải và dễ bị móc máy. Nhưng mà Roman cũng không đẹp đâu. Roman trận đấu này cũng trống trải luôn.
Vâng, công cả phù lên và cắt cung R đi để có thể bắn phù dành cho người cầm Assyrian. Hay quá nhỉ? Hay quá. Có rõ không? Vâng, đen. Tên phù đen dành cho game thủ cầm Rome. Nhưng mà anh cũng bị bay mất khoảnh ruộng. Khá đáng tiếc. Mất một vài giật và mất thời gian cơ cấu lại. Ok, vẫn đỡ được nhà là coi như ổn rồi. Bây giờ có lẽ phản công luôn dành cho AC. Phù sẽ phải xử lý trước, sau đó thì lạc đà mới lao vào sau. Và những con cung R sẽ phải đẩy lên. Nhà họ vẫn còn phù đấy. Một trận đấu Roman đánh chém thủ phù rất chuẩn bài đến từ anh Bắc Pro. Đây đây, có phù đây này. Bắn phù đi, sau đó lạc đà lao vào là tên này Roman không đỡ được đâu. Lạc đà nó khắc chém khắc cả sọc đơn. Không có phù nữa anh em ạ. Hoặc là đối phương đã giấu. Và tách sọc đơn vào ăn dụng chính kìa. Hay quá nhỉ. Anh Bắc thì đang rất cố gắng nỗ lực để có thể có cho mình được một cái chiến thắng đầu tay sau quãng thời gian quay trở lại này, để có được cho mình điểm số, cải thiện vị trí của mình. Hiện tại anh Bắc đang đứng ở vị trí top 23 thì phải. Trong khi đó Trần Mạnh Thiên Tử là top 28. Đây con phù này. Và Roman cũng có được hai khoảnh ruộng nhưng mà nó cũng không phải là quá khỏe đâu, cũng giặt dẹo thôi. Khoảnh ruộng bò nhỏ. Hai bên thì có lẽ là về cái khả năng phát triển đang lại như nhau thôi. Hôm nào điều quân hay hơn, hôm nào đấu quân thắng thì sẽ là người giành chiến thắng trong trận đấu này. Nhưng mà lợi thế chắc chắn sẽ nghiêng về phía của Assyrian, khi mà Assyrian là người có những đơn vị quân nó tuyển hơn. Và cung R thì bắn nhanh, lạc đà thì khắc chém khắc sọc đơn. Đấy. Chắc chắn là AC sẽ ngon hơn rồi. Và lợi thế đang nghiêng về phía AC nhé. Nhưng mà cùng xem thử Roman có thể chống đỡ được cái bài đấu này hay không. Một trận đấu đầu tiên test tay của cả hai game thủ. Bằng sọc đơn là khá đông. Rome thì được cái bây giờ chuyển sọc được rồi thì xin sọc nó rẻ. Châu sọc ra chơi vẫn có thể chơi được nhé. Ok đấy nhỉ. Ok anh em ơi. Anh em nhớ like cho quả anh em nhá, cho nó phấn khởi nhá. Này mục tiêu 50 like, hy vọng anh em sẽ cổ vũ cho đủ. Hôm nào anh em giao lưu trận nhé. À ok anh ơi. Anh em nào giao lưu thì cứ có thể cài đặt Ala Play nhá. Để vào random room 1 là tập thi đấu. Anh em cài đặt trước rồi hôm nào có kèo phát là anh em vào thi đấu luôn. Hôm trước giao lưu mới được có 2 người, hôm sau chắc là nếu mà đông anh em tham gia thì đánh chạm 2 thôi. Còn ít anh em tham gia thì đánh chạm nhiều để có thể giao lưu trả kèo cho tất cả anh em. Kiếp kèo với bình luận viên thơm, đâm ra là anh em đặt hàng nhiều quá. Thơm Phương Phước luôn thật. 42/60. Đó là một timeline ổn. Vẫn đang thủ nhà khá hay dành cho game thủ cầm AC Trần Mạnh Thiên Tử. Bên kia Roman thì cũng một bài đấu cũng chỉ là bo nhỏ thôi. Lúc đầu ăn được cái bãi quả kia, bây giờ có lẽ hết bãi quả thì quay về vẽ ruộng. Ủa đông sọc đơn lắm. Cẩn thận nha, sọc đơn đông này phải cẩn thận. Cho tiếng game to lên tí nha anh em nha. Ok. To lên tí nữa đi. Anh em nghe cho nó ok. Chào Idol Tattoo. À như vậy là chào bạn Thành Đạt nhá. Thành Đạt dạo này quy ẩn giang hồ hơi lâu. Anh em có lẽ đang hóng chờ kèo đấu của Thành Đạt đây. Thắng chủ tịch mới gáy được à. Hôm nay Việt Seng thắng vát là vào gáy luôn. Chính xác là Việt Seng hòa chứ. Đánh trận thua thì không nên nói gì, trận thắng vát đang lên luôn được. Khốn nạn thật Việt Seng. Vâng, tham bắt đầu đè dành cho AC. Gáy ngay trong nhóm được. Cày thế con hàng này. Nhưng mà mới hòa thôi, hôm nào phải đánh một kèo chung kết với Việt Seng mới được. Hôm nay hôm trước mới hòa một đều. Rồi, ok, cơ cấu lại đi, cơ cấu lại đi. Tham đè rồi đấy, cứ đánh bình tĩnh là thắng. Nhưng bên kia sọc đơn đang khá đông dành cho Roman. Cảm giác thắng được Roman không phải dễ nhỉ. Đấy, anh em thấy là còn AC thắng Roman chật vật đây này. Mà chưa chắc đã thắng được đâu. Trận này thì Tham chỉ là đè là ưu thôi. Còn thắng hay không thì còn phải chờ đã. Phải chờ xem AC có thể ốp tân này được không. Có lẽ nên là có một tân giáp cho những con cung R và lạc đà.
Như vậy là lạc đà có giáp 2, cung rơ có giáp 4 rồi. Được. Để nó tanker được tốt hơn. Chứ còn gặp những con sọc này cũng tương đối là nhức nhối đấy. Ấy, sọc đau chưa kìa. Chắc chắn là có cung 4 rồi. Thậm chí là họ là giáp 4 đầu máu luôn đấy chứ. Roman thì vì chất lượng sọc nó không phải là quá khỏe nên là ưu tiên sẽ nâng cấp những cái đơn vị công nghệ sớm. Thì con sọc Roman nó mới có thể thi đấu được. Map này Thành Đạt báo về là anh rồi. Có hốc ở góc 2.5 nhưng mà trận này thì cũng không phải giật lên góc 2.5 đâu. Nhà mình có điều kiện thì không phải bung nhà. Đấy, hôm trước Thành Đạt đánh chắc là bị ổ ánh nhau tan tác nên là phải giật vào góc 2.5. Trận này là con AC là vẫn đang giữ được nhà đây này. Tạm thời như vậy là ổn đấy. Chứng tỏ chân mệnh thiên tử đánh trận này tốt, đúng không ạ? Chào tất cả mọi người, 51.000 anh em rồi nha. Chào anh em nhá. Chào sếp Đào Văn Bão này. Ok, hello mọi người. Nhớ một like nhá anh em nhá. Anh em vào xem nhớ một like. Rồi bắt đầu chúng ta và ngồi theo dõi kèo cho nó ok. Một kèo đấu giải trí buổi trưa. Chạm 5 thôi anh em ạ. Buổi trưa thì đánh chạm 5 thôi, còn buổi tối thì sẽ là chạm sâu hơn. Thế dạo này chưa thiết kế được kèo tối. Không biết tối nay có cặp nào ra sân không. Thành Đạt, Thành Điếc có rảnh không là múc lên hình luôn. Làm kèo Thành Đạt thì xem cho nó vui anh em ạ. Tại vì là luồng gió mới và đánh khỏe nữa. Cục canh sau kèo thua vừa rồi thì đang thấy bảo là đang luyện lại rồi anh em ạ. Đang luyện lại tay hàng ngày hàng đêm luôn để cắm bách thôi. Cụ cay rồi. Rồi 1-0 cho AC. Trận này AC đánh tương đối ổn nhưng mà vẫn gặp những cái khó khăn nhất định. Và chúng ta sẽ chờ đợi để đến với trận thi đấu thứ hai ngay sau đây. Một trận đấu tiếp theo. Trận thiếu thứ hai 1-0 dành cho chân mệnh thiên tử cái đã này. Egypt này. Egypt Greg. Ủa. Và như vậy trận thiếu thứ hai thì lại là Egypt Greg đen. Đen cho anh Bắc Pro. Theo 1-10 một tịt đấy trong truyền thuyết. Chưa có giải à anh? Chào Trường Nhạc nhá. Giải thì sắp em ơi. Chờ khuấy động phong trào cái đã. Đài phong trào đang yếu này. Làm giải làm gì có ai tham gia. Bây giờ phải chờ đợi khoảng đông đông anh em đã. Lúc nào mà anh em cảm thấy đã có hứng trở lại rồi. Làm giải một phát đông luôn. Khoảng đâu đó khoảng 100 game thủ đăng ký thì tuyệt vời. Giải ao làng thì cái hy vọng là càng đông càng vui thôi. Đấy. Chỉ hy vọng vậy thôi. Chứ còn các cái khác thì không hy vọng nhiều. Và đợt giải này thì sẽ có một chút sự thay đổi so với những giải trước, đó là tất cả cặp đầu vâng đều sẽ được lên hình anh em ạ. Đều sẽ được lên hình nếu như game thủ có nhu cầu. À, thì tất cả cặp đấu đều được lên hình luôn. Quay phát tất cả cho anh em để anh em có thể tỏa sáng với giải Tân Nguyên Soái năm 2024 này. Điều kiện thì vẫn là anh em phải có thao tác tay. Đấy. Nhưng mà vào giải thì càng vào sâu thì cái yêu cầu nó sẽ càng gắt hơn. Và chắc chắn là những trận đấu cuối thì sẽ phải có thao tác tay của cả hai game thủ. Tránh tình trạng nó có tiêu cực xảy ra. Đấy. Giải đấu nó phải chuẩn chỉ tí anh em ạ. Và những cái kèo đấu bình thường như thế này thì ao làng cũng đang cố gắng để có được thao tác tay của anh em. Thứ nhất là cho anh em khán giả xem ok, và thứ hai là nó cũng xanh chín hơn. Anh em thi đấu cho nó ok. Trận đấu thứ hai thì kèo tịt quá nhỉ. Bài Egypt này ok rồi. Egypt chỉ cần lên đời không muộn thôi.
Và hai nhà rất gần nhau anh em ạ. Dị nhỉ, map này dị quá. Vâng, map này dị nhỉ. Một ông nhà 7 giờ, một ông nhà 9 giờ. Thế còn vâng, nguyên một cái góc từ 12 giờ đến 3 giờ là không có gì trên đấy. Chia nhau nửa bản đồ đánh nhau thôi à. Vâng, quá dị nhân. Và bài zip chính thức đủ đồ với thêm một bầy hiêu nữa, một bầy hiêu to cộng với một đôi voi, không cần quả phụ cũng được, lên được đời đóng được phù, cố gắng nâng được cái bánh xe là được thôi. Ê, zip Greg kèo dễ đánh lắm. Kèo này người ta mệnh danh là kèo 1-10 một tịt ở trong đế chế đấy, 1-10 một tịt. Một con voi nữa này. Ô, quả phụ đây. Hóa ra là quả phụ đây. Vâng. Thế này thì khó rồi. Bài này kể cả cầm quân tuyển gặp Egypt bài này còn khó chứ đừng nói Greg nhé. Bài này là mắc của mắc đấy. Hai voi gần nhà bầy hiêu về. Hiêu phụ 7 con và một bãi quả phụ ngay gần nhà chính. Quá đẹp dành cho Egypt. Tỷ số khả năng cao sẽ được nâng lên là 2-0 đấy. Bài này thì em chưa nghĩ ra cái kịch bản nào cho Greg cả. Đi dâng nhà. Ông đùa tôi à? Đây có quả phụ nữa và thêm một bầy hiêu, nhưng mà chân mệnh nhân tử đang muốn đi dâng nhà anh em ạ. Cầm Egypt đi dâng vào nhà Greg ạ. Một chiến thuật rất hay. Greg dâng nhà thì là hợp lý rồi, nhưng mà Egypt dâng nhà thì nó dị quá. Vâng, dâng A chứ không phải là BL. Và Greg cũng đã dâng nhà lên đây rồi, có lẽ sẽ đổi nhà từ sớm luôn. Vâng, một tình huống bòi rất nhanh tay dành cho Trần Mạnh Thiên Tử. Vâng, BA chứ không phải là BL. Vâng, như vậy là ôm bom bằng những con T để có thể bắn bò nhỏ của người cầm Egypt. Có lẽ định ôm bãi vàng đấy, nhưng mà đáng tiếc là bài đấu này thì Egypt không ăn vàng. Và đặc biệt là vâng, Egypt đánh thẳng cung, không có phù luôn. Đi ăn hoang luôn anh em ạ, chủ động đi ăn hoang luôn. Vâng, khá hay. Pha này Chân Mệnh Thiên Tử thi đấu như thế này là khá là hay đấy. Vâng, như thế này thì sẽ là đột biến. Sẽ là đột biến anh em ạ. Vâng, đúng rồi, lên dốc mà bắn, lên dốc mà bắn. Làm thêm cho mình những cái nhà à nữa đi. Đâu rồi, hai con dân đi dâng rồi. Hai con dân đi dâng giật về à? Hay là lại chơi kiểu là Egypt 1A đấu đầu với Greg full L đấy. Kèo này cho Son AC thì đánh được thôi, Egypt thì nghe hơi khoai. Anh đơn nâng cấp bánh xe và xin T thật này. Định đánh 1A thật à? Rồi, đóng A thêm chứ. Đánh 1A hơi căng. Nâng cấp bánh xe rồi. Chờ đợi bánh xe xong thì đi ăn hoang thôi. Bài này lực ăn hoang là khá khỏe dành cho người cầm Egypt. Không đánh phù được. Và thiên trên một là sọc đơn nữa anh em ạ. Giờ này thì không cần đánh phù gõ một luôn. Dành cho người cầm Greg. Chưa đánh nhau nhiều nhưng mà anh nhìn thấy có lẽ là Egypt không đánh phù mà đánh cùng, nên anh quyết luôn. Một tình huống ôm bom bị hớ. Dâng T đi ôm vàng nhưng mà lại gặp ngay con quẩy đá anh em ạ. Đau, nó quẩy cho đau quá. Nên là phải quýt luôn dành cho game thủ Bắc Pro. Và tỷ số được nâng lên là 2-0. Khá dị nhỉ. Yeah. Không sao cả. 2-0 nên bây giờ mới bắt đầu bật này, chạm 5 cơ mà sợ gì. Chào anh em nhé, 51.000 anh em đang xem thì hy vọng mỗi anh em bổ cho một quả like cái cho phấn khởi nhỉ. Một lượt like để ủng hộ cho kèo đấu này anh em ơi. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo thôi, ngay và luôn. Không để anh em phải chờ đợi lâu. Greg tiếp,
Vâng, như vậy Greg Egypt dành cho hai game thủ của chúng ta. Đổi quân anh em ạ, hay quá nhỉ. À, đổi quân đây này, kèo này thì mới phải vượt khó đây này. Đến lượt Trần Mạnh Thiên Tử cầm Greg, trong khi đó thì người cầm Egypt là game thủ Bắc Pro, hay quá. 2-0 rồi. Anh em đừng quên bổ cho quả like anh em nhé, một quả like cho nó phấn khởi đi. Rồi em like quả xem nào. Hôm nay hy vọng được 50 like mà không biết có được không đây. Mới được 18 like thôi, thế này hỏng rồi. Chào anh Tùng Nguyễn, fan cứng luôn. Chào người em Lê Chí Linh. Ẹc khỏe lắm, vé vốt cho ẹc vô địch. Hy vọng là Lê Chí Linh giải đấu này cũng sẽ tham gia giải đấu AOL là Tân Nguyên Soái 2024. Không biết là hiện tại danh hiệu Nguyên Soái còn thuộc về có phải là Lê Chí Linh không nhỉ? Nguyên Soái đời 2021. Nếu mà là Lê Chí Linh thì sẽ là một pha bảo vệ chức vô địch thôi. Cảm ơn anh Công Oxy. Thì like, cảm ơn anh Lâm HD. Like chứ còn gì nữa. Có mỗi cái like mà không làm được nữa thì thôi. Anh em thế thì hỏng. Động lực đâu mà đi làm kèo cho mọi người nữa, đúng không ạ? Kèo đấu của chúng ta thì anh em thủ đang thi đấu trên nền tảng Ala Play, nền tảng do chính Ao Làng phát triển. Đấy, anh em nào mà muốn có một nền tảng chơi chế thì có thể tải Ala Play về chơi anh em nhé. B sẽ đóng hai khe rừng này, đẹp đấy. Bài này đánh y thủ trên thiên được không? Nhìn thấy khung này, mỗi tội chưa có đồ ăn thôi. Rất thích xem Greg đánh y thủ trên thiên anh em ạ, nhưng mà dạo gần đây chứ ông nào đánh cả. Chán thế. Bài khung lắm, khung đẹp, yêu về rồi, vấn đề là quả phụ đâu. Một chiếc S định thiết kế nhân đôi nhưng mà thôi, có lẽ phải làm hai cái đấy, hai cái thôi, việc nào ra việc nấy chứ bây giờ một S nhân đôi thì nó xấu, chứ có đồ ăn anh em, thiếu hai đồ. Người rách mà nghiệt thì chịu. Ở đây có một con voi nữa, quả phụ đâu, một voi làm sao mà đủ được. Phải có cho mình một bãi quả phụ nữa cơ. Đây, một bầy hiêu nữa và một bãi quả phụ. Rồi, y thủ được nhá. Nhưng mà chắc là Trần Mạnh Thiên Tử sẽ không đánh y đâu anh em ạ. Bởi vì con y nó khá là chậm và nó sẽ bị khác bởi những con phù thủy của Egypt. Không những đó là cả cung R nữa. Nhưng mà không đánh y thì đánh con gì cũng thế thôi. Greg đối đầu với Egypt thì đánh con gì nó chả khó. Greg chém khó. Chém bị phù chứ sao, đúng không ạ? Làm cái y đi, cái ẻo cho nó hay đi xem nào. Vâng, một bãi hiêu, hai bãi hiêu, ba bãi hiêu, một bãi hiêu nằm dần nhà chính nữa, một con voi về. Bài này tính ra vẫn đẹp nhá, vẫn cứ là ok. Nhà thì khung nhưng mà đấu pháp nào để đối đầu với Egypt thì chỉ chưa nghĩ ra. Đánh chắc nhà châu chém à, châu chém không ăn thua. Châu chém nó yếu anh em ạ, với cả nó tốn vàng lắm. À rồi, đi dâng gom bom. Nhà khung thì khung nhưng mà vẫn dâng gom bom anh em ạ. Như vậy Trần Mạnh Thiên Tử quyết định đánh chuẩn bài, vẫn phải là dâng. Nhà khung đẹp thế mà vẫn dâng nhỉ, hơi phí. Đang thắng 2-0, ông đánh cái này thì người ta làm gì có cơ hội. Nhưng mà trận đấu này dâng thì dâng nhưng mà vẫn sẽ là khó nhá. Egypt sẽ là một cái đơn vị quân mà nó khắc chế được hoàn toàn Greg. Và dâng không được thì xác định là thua. Và một tình huống dâng Nga để có thể ôm bom bãi vàng của Egypt. Và hình ảnh này giống như là trận trước anh Bắc Pro đi dâng cũng là dâng Nga. Đúng là một bài chuẩn bài thôi.
Vấn đề là trận này thì xem Egypt có đánh phù thủy không? Có lẽ là có, chứ không ai dị như ông Trần Mạnh Thiên Tử trận trước đâu. Ông chơi thẳng cung luôn và lại dâng cơ, cung như cung dâng ảo thế. Rồi một BA được đóng ra, bãi quả khai thác bãi hiêu đang bú, vẫn còn một bãi hiêu nữa nhá. Đồ ăn như thế này là khỏe, lực khỏe đấy. T thì chắc chắn sẽ nâng giáp và thậm chí nâng cả chặt gỗ luôn cho nó mát. Thôi chặt gỗ rồi không cần cũng được, nhưng mà giáp phải có nhá, tránh tình trạng dân đập, với cả là tránh tình trạng những con như vậy. Là bên kia đánh thẳng cung, cung thủ phù đang bảo tránh. Ui dồi, tránh tình trạng tránh tình trạng bác đang bảo đánh tình trạng lạc đà, họ họ bổ thì đánh tình trạng lạc đà họ bổ thì lại lại bên kia đánh cung, anh em ạ, cung thổ phù vào nhà khá khung đấy. A2 à, không làm ca cho nó phấn khởi. Vâng, xin nhầm hai con T nhưng mà đen đi một con và anh Bắc cũng ok rồi. Nếu mà luật ao làng đánh giải thì xin 2T đen 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 đi là được, xin nhầm đen đi là được, nhưng mà hình như luật của các game thủ chuyên nghiệp là xin 2T là thua luôn thì phải. Nhưng ao làng thì đánh giải thì vẫn sẽ cho phép đen anh em nhé, vẫn cho phép xin nhầm thì vẫn cho phép đen đi là được, đừng có mang đi thi đấu và ra luôn và phát phải đen luôn, đừng có để lại là được. Bởi vì vâng, nếu mà xin nhầm mà thua thì nó nghiệt ngã quá, nó vừa bị tốn lực mà lại vừa bị xử thua, trong khi con tê đó thì không, hoàn toàn là không tham gia thi đấu một chút nào. Rồi ok, có phù thủy đến từ game thủ cầm Egypt và phù Egypt, và phải cẩn thận những con chém nhá, lùi lại đi. Bây giờ phù con chém quay ra bổ luôn tê thì đau. Xin rất nhiều tê dành cho game thủ Trần Mạnh Thiên Tử, 3 ai anh em ạ, hay quá nhỉ. Nhưng mà đang bị hết hết thịt rồi, hết thịt rồi. Bánh xe có may quá, bánh xe có vơ dân lên đập luôn đi, tầm này làm ăn làm gì nữa, vơ lên đập, đúng rồi, vơ lên đập. Vâng, T đang công khá hay dành cho Trần Mạnh Tử. Bên kia chưa bánh xe dành cho anh Bắc Pro. Hoặc anh Bắc cũng phải đang xin T ra để có thể đỡ. Vấn đề là bây giờ không có bánh xe thì làm nào được đâu. Đừng nói là anh xin T xong anh không không nâng bánh xe nhá. Rồi, may quá đập được con chém. Chém mình như chưa giáp thì phải. Đập được con chém thì còn đỡ, chứ cứ để con chém nó thịt hết đạo dân thì nhọc lắm. Bây giờ thì thủ được xong T và phù thủy lại ra. Bánh xe có thì xin 1 2 cung được là xử lý được. Một hai con cung đờ tầm này sẽ giải quyết được vấn đề. Đơn giản là những con tê thì gặp rồi Egypt phải chào bằng bố. Và vẫn tê anh em ạ. Đừng nói anh Bác không lên được bánh xe nhá. Thế thì bịp lắm. Chào tất cả anh em đang theo dõi. Chào anh Xuân Bách. Đấy. Chào anh Vũ Đình Lãm nhá, hello anh. Anh Hoa Vô Sắc. Hôm nào có làm tí không anh ơi? Nào làm tí kèo cho nó phấn khởi không anh ơi? Lên hình tỏa sáng cái cho nó ok. Anh Hoa Vô Sắc ngày xưa thì cũng là một top cứng của thể thức Zoro Random, nhưng mà không biết dạo này anh còn thi đấu đế chế đều không, và còn giữ được phong độ như ngày xưa hay không. Hai bảy trên 32 đang thiết kế được những chiếc nhà BF để có thể làm ruộng tại khu vực nhà chính, nhưng mà lượng thịt đang hơi yếu, với cả là bây giờ Egypt thủ xong nhà rồi thì bây giờ việc công ở nhà Egypt nó là khó rồi. Có lẽ tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn 1-2 thôi. 1-2, một tình huống ôm bom hay rồi đấy, nhưng mà vẫn vấn đề là bên kia thủ cũng hay. Anh Bắc anh thủ được thì coi như anh thắng rồi. À, kèo đấu Egypt Great là kèo thời điểm mà. Công được thì thắng luôn, mà không công được thì chịu thua thôi, chứ còn bây giờ về đua đua làm sao được nữa. À, đã đua thì đua từ đầu cơ, chứ còn bây giờ mới về đua thì khó.
cung rơ Egypt tuyệt, và đặc biệt phù Egypt thì khắc chém của Greg là quá quá nhiều. Nó khắc tất cả loại chém cơ, nhưng mà Greg thì nó bị khắc nhiều hơn, bởi vì đơn giản là Greg không có quân gỗ, không có quân gì chống phù cả. Vâng, rất đông cung rơ luôn ạ. Cung rơ đẩy ngược luôn dành cho game thủ Bắc Pro của Egypt, và có lẽ tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn 1-2. Hay rồi. Có chạm và anh Bắc bắt đầu bật nha. À, 1-2 anh em ơi. Xin chào anh Lê Tuấn. Cảm ơn anh em đã like nhá. Nhưng mà anh em nào chưa like vẫn có thể ấn thêm một lượt like nữa, mới được 19 like đây này. Đúng không? 19 like thì tí. À, được 26 like rồi. Hôm nay không được 50 like thì hỏng. Hy vọng anh em bổ cho quả like cho được 50 like một kèo đấu đi. Chúng ta sẽ bước vào với trận đấu tiếp theo. Trận này thì có lẽ trận mình trên tử không còn nhiều hy vọng đâu, nhưng mà anh vẫn đang thi đấu tham lai 32. Tham lai này là đánh được đấy. Vừa nói đánh được phát anh quýt luôn. Trận thủ nhà hay, khá bình tĩnh dành cho Idol Bắc. Anh như Idol Bắc còn dò lỗ một đôi voi này. Ui rồi, đôi voi ngay gần nhà chính này. Hay là bà anh giàu quá anh không đi dò nữa nhỉ. Dò lỗ đôi voi này thì hơi tiếc. Rồi, 1-2, có chạm rồi đó. Bắt đầu bật đấy. Rồi, tranh thủ quảng cáo một chút anh em nhé. Ao làng hiện tại thì vẫn đang còn bán hàng, và những cái sản phẩm như lót chuột ao làng còn xịp đùi nam, hay là máy đo nồng độ cồn thì vẫn đang được bán trên ao làng shop. Anh em nào mà muốn đặt hàng thì có thể comment anh em nhé. 1-2 và chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ tư. Greg tiếp này, ôi nghiệt ngã nhỉ. Greg Minoan đánh được. Để xem trận này phải đi ôm bom này, xem trận này ôm bom thế nào đây. Trận này thì không đánh tại nhà được anh em ạ. Để cho Minoan lên cung Nga thì coi như là nắm chắc phần trăm 100% là thua rồi. Nên là phải ôm bom thôi. Nhiều hôm trước anh canh cầm Greg đánh với cả Minoan là đánh anh tự tin đánh tại nhà luôn đấy. Tự tin đánh tại nhà. Châu chém sau đó lên 4 đấy. Và đặc biệt là gần đây có kèo đấu giữa Văn Đình Trường. Văn Đình Trường và Minh Joker. Thì là cũng một kèo Greg Egypt này. À, Greg Minoan cũng Greg châu chém. Và sau đó lên 4. Vẫn thắng. À, thế thì hay là chơi kiểu đấy nhỉ. Dạo này kèo Greg Minoan đấy xảy ra hơi nhiều. Và liên tiếp là những trận đánh lên 4 của các game thủ. Để không biết trận đấu này thì như thế nào đây. Trận mệnh điện tử chắc là không đùa đâu. Có lẽ lại đi dâng rồi. Có lẽ lại đi dâng. Thôi đi dâng cũng được. Làm nào thắng là được. Làm nào thắng được là được nha. Còn dâng hay không không quan trọng. Cảm ơn anh Bình Trương nhá. Một ngày một kèo à? Ok. Cố được một ngày một kèo thì hay. Nhưng anh em phải like nhiệt tình cơ. Anh em không like thì làm gì được. Một ngày một kèo khó. Anh em like nhiệt tình một ngày hai kèo luôn cho nó phấn khởi. Buổi tối cố gắng có một cái kèo sâu sâu hay hay cho anh em xem. Buổi trưa thì một cái kèo chạm 5 nhẹ nhàng thôi. Trưa thì không like được nhiều anh em ạ. Trưa thì like chạm 5 thôi. Đó, tình huống lùi hiệu sát mép tường khá hay. Ok, với 7 hiệu nằm tại nhà chính. Nói chung về phong cách lùi hiệu thì vẫn rất chuẩn chỉ đến từ trận mệnh điện tử, và đặc biệt là các cao thủ. Họ sẽ tập trung lùa cái bầy yêu đầu sớm để có thể có được cái lượng thịt ép lên đời 2 sớm ấy em ạ. Và cái điều này thì các cao thủ họ làm nhuyễn lắm. Nó không có gì phải khen cả.
Mày quả phụ có rồi nha, trận này Greg bài đẹp đấy. Quả phụ có này, hiêu phụ có luôn, thậm chí là như là hai hiêu phụ cơ. Cảm ơn anh Đào Thành Tiến đã like, cảm ơn anh Thuận Ao E đã like nha. Đấy, anh em bấm những quả like cho phấn khởi. Sau rồi mình ngồi mình xem chứ nị. Mình là viên có được thiệt khôi mời nhận cổ không nhỉ? Không anh ơi. Làm gì mà được ngồi vào cái mâm đấy? Làm gì mà được bằng đến được cái khách khách sạn là gì nhỉ? Ma Marriott đấy. Khách sạn này thấy bảo đẳng cấp lắm, mình chỉ đi qua thôi chứ chưa được vào bao giờ. 24/28. 24/28. Quả phụ đang được khai thác và đằng này còn một bầy hươu nữa cơ. Ồ, như vậy ăn chanh luôn bãi quả phụ này. Vâng, kia nè luôn. Đóng G nhanh còn kịp không? Không đóng được đâu này. Rồi, may quá vẫn còn một vị trí đặt G. Đây rồi, khai thác tiếp bầy hươu. Ô đây quả phụ nữa. Vậy là hai quả phụ luôn anh em ạ. Nhưng mà quả phụ này ăn chanh. Và nhà của người cầm Minoan lại cực kỳ gần, có lẽ đâu đó trên góc 11 giờ cho đến 12 giờ thôi. Kẻ này rất khó chịu luôn anh em ơi. Vâng, tiếp tục vẩy e và chỉ ăn được 3 dân thôi. Thôi thì 3 dân cũng được. Dù gì đây cũng chỉ là bãi quán tranh thôi mà, mình còn bãi quán nữa. Không biết Minoan có lên được đời không, nhưng Greg chắc chắn lên được đời nha. Thậm chí lực còn khỏe. Nhưng mà nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái thời gian ép đời của cả hai game thủ trong cái tình huống ăn tranh này. Hay quá nhờ anh em ơi. Và một BB được đắp ra tại khu vực này, một BB và sẽ là rồi, một BB và sẽ là BL cũng đóng đây luôn. Trận này thì không đua được rồi, bởi vì đơn giản là nhà gần nhau quá. Ôm bom các kiểu đi, BA do người quẩy đá cung tê đủ thể loại vào đi, vơ dân lên mà vụt luôn cũng được, phù thủy các kiểu. Trận này phải ôm bom đấy. Ôi à, hai BB à, rồi may quá. Đóng phát 2BB vào mặt anh em khán giả thì không được. Nâng cấp đào vàng rồi, hay quá nhỉ. Như vậy quyết định sẽ là đánh châu P. Ăn thêm bầy hươu này không? Đang cố gắng bú nốt tí quả đã, để tính sau. Có lẽ là nên ăn bầy hươu này sau anh em ạ. Ăn bầy hươu này sau. Chứ còn bây giờ mà ăn thì sợ không đủ gỗ mà đóng phù ấy. Lên đời phải đóng vực phù luôn. Thế tốt nhất là ăn hết bãi quả này rồi ăn hươu tính sau. Vâng, trận này Minoan lên đời sớm hơn nhá. Con giò có cực kỳ sớm dành cho anh Bắc Pro. Nhưng mà hình như con giò cũng không có công nghệ đâu, có mỗi cái công. Lên đời đắp P luôn. Và thậm chí là Mbappé khi mà nâng cấp đào vàng đã xong, đang chờ đợi vâng 1A trước à, vâng 1A trước rồi P đóng sau, bởi vì là còn gỗ thì được nhá, chứ còn nếu không có gỗ thì ưu tiên đóng P hơn. Một P rồi, nâng cấp công nghệ không? Hay là sóc P đã rồi tính sau, làm P nữa. Có lạc đà rất sớm anh em ạ, cảm quá nhỉ. Xin con phù thủy ra để có thể thịt con lạc đà này đi. Sau đó là đóng tiếp những cái P để có thể nâng cấp công nghệ. Một P nữa, có lẽ đóng thấp thấp thôi để nâng cấp công nghệ. Vậy e, không kịp. Vâng, vẫn kịp, vẫn được còn lạc đà. Nên nhớ bên kia họ cũng có phù rồi đấy. Đang bo phù dành cho anh Bắc. Nhưng mà cảm giác rằng là trận này Greg vẫn cứ là tươi anh em ạ. Có một linh cảm là trận này Greg sẽ thắng đấy. Khi mà Minoan không lên được cung A, với cả Greg phù thủy nó tuyển hơn. Tên phù đầu đỏ là thấy nó linh linh rồi. Tên phù đầu đỏ là thấy ngon rồi. Khả năng win đấy, tươi đấy. Làm tiếp P nữa đi.
làm một bên nữa thì nó ngon nghe được. Ôm mãi vàng à, mình hoàn khóc rồi. Có lẽ đèn hết lạc đà mình gửi chém đi, để họ phù đi phù lại nó mất thời gian đấy. Bảo đen đi không chịu cơ. Rồi phù lại được. Trận này thì đứng và phù mỗi bãi vàng thì có lẽ mình hoàn cũng sẽ khó luôn, chứ không cần thiết phải loang ngoang. Và nên xây thêm cho mình một P nữa nhá, làm cho mình một P nữa. Ôm bãi vàng rồi rất rát anh em ạ. Ôm bãi vàng này Minh Oan không xin được phù là tự thua thôi mà. Với cả bây giờ thực ra Minh Oan có xin được phù thì cũng khó, không chuyển được cung ngang là khó rồi. Chứ còn cái việc xin được phù hay không tôi không quan trọng nữa. Không chuyển được cung ngang là thua rồi. Nhưng mà ông chân mệnh trên tử này đang cảm giác hơi đuối gỗ nhỉ. Sao không có cho mình được cái bê bà. Vàng đang thừa nhiều đấy. Làm cái P3 đi. Hello tất cả anh em nhá, hello mọi người. Trận này khả năng thắng anh em 3-1 đấy. Mình mất vàng. Mất vàng này đồng nghĩa việc thua thôi. Bởi vì đơn giản là Minh Oan là một quân thuần vàng, nó cũng giống như Greg thôi, không có vàng thì tự chết. Vâng, ôm bãi vàng khó quá nhỉ. Cung Nga cũng không chuyển được luôn anh em ạ, bởi vì đơn giản là không có thịt nốt, thịt không có, vàng không có. 3-1 dành cho game thủ Chân Mệnh Thiên Tử hay. Trận đánh Greg chuẩn bài đấy. Thắng được trận Minh Oan này là một trận đấu quan trọng trong cả kèo đấu. Khó, nói chung nhà gần nhau quá, với cả lực Greg khỏe. Bài này nhà xa xa nhau tí, thủ được lúc đầu cơ. Chứ còn ông Chân Mệnh Chiến Tử ông đánh chuẩn bài quá anh em ạ. Em nào mà chưa có lót chuột của Ao Làng thì có thể sở hữu cho mình một tấm lót chuột anh em nhé. Vừa ủng hộ cho Ao Làng vừa có thể sử dụng luôn. Một sản phẩm máy đo nồng độ cồn trong cái mùa nắng nóng như thế này thì rất là hợp lý rồi. Một mùa bia thì sẽ có cho mình một cái máy này thì yên tâm hẳn. Và đặc biệt là những combo quần xịp đùi nam, 3 cái chỉ có giá 49k. Tan. Check quân chưa nhỉ? Chưa, hy vọng chưa check quân đi. Bàn đẹp rồi. Xoay quân rồi thì phải anh em ạ, cay thế nhỉ. Sơ hở gái là game thủ xoay quân ngay. Không kịp nhìn ngay. Ôi. Anh em nào vừa nhìn kịp quả quân thì comment cho em cái anh em nhé. Chỉ biết được Chân Mệnh Thiên Tử cầm pan thôi, bên kia thì không biết quân gì. Hy vọng anh em khán giả nào tinh mắt nhìn có thể nhìn được quả quân thì comment lại đây em điền cái quả quân gái cho nó ổn. 3-1 anh em ạ. Đấy rồi, cảm ơn người em Dương Tiền Hải nhá. Người em này nằm vùng ở đây mà anh ấy không biết. Babylon anh em ạ. Cảm ơn anh Trung Dũng. À, anh em mày tinh mắt thật. Đằng này có các kèo ọp không biết có gọi Dương Tiền Hải các buổi tối được không nhỉ? Có hay bận đi đá bóng hay đi đâu không em? Lâu lâu mà thiếu người thì anh sẽ gọi người vá kèo sông Đà mang tên Dương Tiền Hải về thi đấu tí, nhưng Dương Tiền Hải đánh hơi khỏe. Không thích gặp hàng khỏe, không thích đâu. Hàng yếu yếu thích. Nhớ giọng anh dài quá. Thế còn nhớ những con lạc đà của anh không? Nhớ những cái pha vâng chém bổ vào đầu không? Ở dưới tiền đài.
Ao làng có gì bán Cường ơi? Ao làng có lót chuột giá 35k anh ạ, lót chuột này, combo 3 con sịp đùi nam 49k à. Và máy đo nồng độ cồn là 329k. Anh em nào mà có nhu cầu sở hữu sử dụng sản phẩm thì có thể đặt hàng anh em nhé. Cảm ơn mọi người. Nhưng mà cũng đừng quên ấn like video livestream này. Anh xem được bao nhiêu like giờ nè. Kèo buổi trưa này khả năng không được 50 like anh em ạ. Yếu quá. Xem like đâu nhỉ? Đấy, Dương Tiền Hải vừa like ra đấy. Phấn khởi luôn. Đấy, đấy. Ba lăm lại kiệt quá. Pan baby kèo này thì thơm rồi. Pan baby thì dễ đánh, dễ đánh em lên đời sớm hơn đó, là một giò công giáp trong chọc khoảng 5 dân về bắt đầu là chuyển cung R thôi, cần thiết thì đóng một P thủ cho nó chắc, giao lên bánh xe chuyển cung R kẹp cùng lạc đà, cung R đi trước bắn phù và lạc đà rảo bước theo sau. Đó, phù thủy xử lý xong thì lạc đà pan sẽ lao vào bổ, kịch bản đấy đẹp. Nhà kín, ui, nhà này khung lại ra ruộng nhỉ, được đấy, ui, nhà đẹp luôn anh em ạ. Wow. Được nha. Làm một cái BM ở khu vực này để bo bế. Ồ. Đóng nhà dị thế chứ này. Hay đóng nhầm nhỉ? Tay có khả năng là tay nhanh hơn não rồi. BM đóng đóng sát bản đồ là chuẩn rồi. BL cạnh BB này cũng được. BL đóng giữa giữa nhà là đẹp. Ông làm phát BL để bo nhà này thì dị quá. Đến đời sớm hơn một chút được. Vẫn là có lợi thế. Lực khỏe nhá. Vẫn đang còn bầy hiêu bãi quả đang bú cơ mà. Bây giờ thì kéo dần về ăn thêm gỗ và ra thêm ruộng. Đẹp. Mình làm video lấy giờ này công tác rồi. Sắp lấy vợ rồi. Đi làm PM rồi rồi Dương Tiền Hải ạ. Hôm trước còn lên cả VTC, lên cả TV mà. Mình là viên hiệu Lê ấy. Đang ngồi cốt thì tự nhiên phóng viên vào quay phim chụp hình. Lên cả VTC mà, ghê lắm. À đóng ở đấy để bảo kê vàng à. Nhưng mà đóng sát bản đồ này cảm giác nó thế nào nhỉ? Nhưng may là cái hướng đóng BL nó vẫn còn chuẩn. Nhà đối phương đâu đó tầm 3 giờ đến 4 giờ thôi. Chứ nhà đối phương mà tầm khoảng 6 giờ đến 9 giờ thì thôi. Cứ gọi là tù vãi trời. Bên kia con giò chọc cũng đau nhá. Anh Bắc đang có một tình huống chọc giò công giáp cũng tương đối thôn. Ăn được 3 dân của Pat như vậy cũng lời rồi đấy. Do công giáp ăn được 3 dân là được rồi. Dân pan nó đắt. Làm cái P. Không A luôn anh em ạ. Không P bèo gì nữa mà quyết định là đóng A luôn. Bánh xe đang được nâng cấp rồi. P thủ nhà dễ dàng hơn chứ nhỉ. A cũng được nhưng mà A thì chỉ phù hợp với việc đi công thôi, chứ còn nếu mà con cung R đứng thủ thì không ổn. Đấy, thấy đã thốn chưa? Thốn chưa? Bây giờ đóng cái nhà L đấy, bây giờ lạc đà kéo từ đấy về thủ nhà nó khó khăn chưa?
Pha đóng lờ chối thật. Rồi đứng thủ chuyển cung R được. Không có phù thì cố gắng bò nhỏ hết các cơ sở lại. Đứng lạc đà một vài con thủ và sau đó thì phản công sau. Đó, thế cũng được. Vẫn cứ là ok thôi. Pan thì vẫn sẽ có lợi thế hơn so với người cầm Babylon thôi. Tham lai 23. Bên kia cũng vừa bị mất một vài dân ở khu vực bãi quả. Không phải khỏe nguyên. Không phải khỏe nguyên đâu, vẫn đánh được đấy. Họ lạc đà đông đấy nhưng mà lạc đà của Pan nó vẫn là tuyển hơn. Nên là nếu đấu lạc đà thì không sợ. Chúng ta chỉ sợ những con phù thủy thôi. Cố gắng bắn phù thủy trước, sau đó thì lạc đà sẽ lao vào sau. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Đây này, phù thủy kìa, hy sinh con cung R đi. Bắn bằng được con phù này. Rồi, được con phù thủy rồi. Lạc đà thi đấu tương đối là yêu anh em ạ. Lạc đà Pan thì mặc dù solo thì nó cũng chỉ cân với lạc đà thường thôi. Nhưng mà đánh team như thế này, nhiều nhiều như thế này, lạc đà Pan nó lợi thế hơn nhiều. Là đánh thoải mái. Tăng thêm một L2 luôn, hay quá. Vâng, bắt được tiếng 5 dân ẩn hoàng, đẹp thế nhỉ. Này đẹp quá anh em ạ. Ala play này thì cây nhà lá vườn thôi chứ tiền hải ạ. Cây nhà lá vườn thôi, tự làm lấy thôi, chứ còn cũng không có lực để mà đi thuê bên ngoài. Tình huống phản công đến từ Babi, nhưng mà ở nhà thì đen bớt e cho lạc đàn lao vào. Ở nhà thì vẫn còn nhiều quân lắm, và gần này lạc đàn thủ thoải mái, vậy e bắt ngược luôn. Đúng rồi, vậy e bắt ngược luôn. Vào thì được nhưng mà ra thì khó. À, như vậy cuối cùng họ ra bằng hết anh em, không bắt được con nào. Không bắt được đúng con nào luôn. Không sao, thủ được nhà là ngon rồi. Phần này quân thì thoải mái này, có thể có một tình huống đấu quân. Có phù thủy công lên, phù đỏ luôn tân vừa rồi, hay quá nhỉ, anh Bắc vẫn đang thi đấu tốt nhá. Trận này thì có lẽ là vẫn sẽ khó dành cho Babylon, nhưng mà ít ra thì đến thời điểm này Babylon vẫn đang còn được những cái pha xử lý tốt. Tham lai bên này 29, em nghĩ trận này thì khả năng là con Pan vẫn tươi, bởi vì nãy nhìn qua nhà của Babylon thì cũng không có ruộng nương gì cả. Đấy, tham Pan bắt đầu đè xuống rồi kìa. Ruộng nương không có, ăn hoang thì bị bắt mất hai đạo. Đây nó cũng sẽ khó đánh với Pan đấy. Tham Pan đè thì anh em biết rồi, lợi thế sẽ là lớn. Đấy, bắt full đi kìa. Phù Baby tuyển đấy. Không biết là đã nâng được công nghệ máu chưa, nhưng mà nhìn thấy vẫn phù thủy khá trâu bò húc. Chưa có công nghệ gì cả. Thế thì được, thoải mái. Bắn được những con phù thì sau đó thì lạc đà sẽ lao lên. Và tuần này sẽ là tuần dứt điểm trận đấu dành cho Trần Mệnh Thiên Tử. Vẫn còn phù. Bắt đầu có ruộng đến từ Babylon rồi. Đó, tình huống phù đen, vẫn còn phù. Một P cứ ra đều này cũng được phết nhỉ. Là pha nó khác biệt quá anh em ạ. Đó, vẫn cứ là tuyển và vẫn cứ là ảo. Cái tình huống đấu quân như thế này, mặc dù quân hai bên cảm giác ngang ngang nhau đấy, nhưng mà phần thắng luôn nghiêng về phía Pamela. Đó là một tình huống phù được hai lạc đà đến từ người cầm Baby. Đỡ được, tạm thời đỡ được tân vừa rồi, nhưng mà tiếp tục có một tân quân nữa mở lên. Gõ một rồi.
đỡ được nhưng mà anh quýt luôn anh em ạ. Ôi giò lỗi bãi quả đến từ anh Bắc. Anh Bắc ơi. Trận Egypt thì giò lỗi đôi voi, trận này giò lỗi bãi quả này. Hơi đáng tiếc cho anh. Tỷ số là 4-1 rồi. Giò lỗi bãi quả nó mới đau chứ. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Katarian. Greg hay. Kèo này hay anh em ơi, Katar Greg kèo hay luôn. Katar Greg đại chiến của những con phù thủy. Không biết có lừa lừa lên 4 được không? Đùa đùa phát triển sau đó lên 4 đi. Và nhìn cái kèo đấu này lại nhớ đến kèo đấu ngày hôm qua đối đầu với cả Việt Seng thua, bây giờ vẫn đang cay. Đánh hơi chủ quan để Việt Seng thắng trận đấy. Nào phải làm lại kèo Việt Seng mới được. Bầy hiêu lùa về luôn anh em ơi. Khá là đẹp đấy. Bầy hiêu 7 con. Cánh rừng thì là cũng gần nhà nên đất xanh mượt. Ok, bài đấu này thì cứ lên đời chơi phù thôi, sau đó ra dần phát triển. Chuyển cung A1A cũng được. Mà lừa lừa lên 4 cũng là một ý kiến hay. Chúng ta sẽ cùng xem. Quả phụ nữa là được. Hiệu phụ có ăn cố vẫn đủ đồ lên đời đấy. Có quả phụ nữa thì nó ngon hơn, nhưng mà không có thì cũng được. Thực ra thực ra thì chỉ cần đủ đồ lên đời thôi anh em ạ. Kèo đấu này thì cũng không cần quá nhiều lực, đủ đồ lên đời thôi, nâng được cái bánh xe thì đẹp. Đấy, cố được cái chặt gỗ, cái đào vàng. Giò thì cũng không cần nâng công nghệ gì đâu. Đấy. Lực khỏe thì cứ nâng, nhưng còn không có lực khỏe thì tập trung nâng công nghệ chặt gỗ đào vàng với anh xe hơn để đánh đua. Chứ còn thời điểm đầu thì kể cả có ăn được vài dân thì nó cũng không giải quyết được nhiều vấn đề. Vấn đề chúng ta là phải đua về sau cơ. Phát triển khỏe. Cũng như là có những tình huống chuyển quân chuyển bài cho nó hợp lý. Phân tích xem một trận đấu lên 4, không biết trận đấu này các game thủ có thể cống hiến được một trận lên 4 hay không. Đây đùa với nhau lên 4 hoặc là đánh tham to ra phát triển, đua phát triển với nhau chứ ôm bom thì nó sẽ kết thúc nhanh đấy.
Thường thì Grex sẽ có một phương án đó là ôm bom anh em ạ, ôm bom Kata, dân T dân tiếc ôm bãi vàng Kata, đánh được sớm không được thì quýt, còn được thì thắng luôn. Đấy, bởi vì Grex là quân cửa dưới mà, chứ còn Katarian thì sẽ chủ động đánh thủ nhiều hơn, chứ còn không 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 đi ôm đâu, mà người đi ôm phải là Grex cơ. Còn Grex tự tin thì đánh đua luôn, không phải sợ. Nhà đẹp đấy nhỉ, khung rồi đấy. BM ở đây và BL sẽ đóng cao luôn ở khu vực bãi hiêu. Tính ra là do là không cắt dần được kịp, chứ BL đóng khoảng ở gần bãi vàng này thì nó đẹp hơn này, chứ đóng kia hơi cao. Kích trời xịt kìa. Rồi, 10 phút 44 đấy anh em ạ, 25 dân. Đánh hơi ít dân nhỉ. Chắc là chân mình tiên tử sợ rằng là đối phương sẽ có một tình huống ôm bom mình, nên là đánh ít dân lên đời sớm. Nhưng mà anh bác đánh 26 dân, 26 dân và cũng lên đời sớm lắm. Hình như là không đi ôm đâu, không đi ôm bom đâu, đánh đùa đấy. Chặt gỗ, cố gắng cái chặt gỗ với cố gắng cái đào vàng được không nhỉ? Được, cố là được không? Vâng, vừa dứt mồm xong thì anh bác có hai dân ở đây rồi. Ôm thật, ôm thật à? Giờ đấy đánh ôm bom với Kata không đua phát triển, bởi vì biết chất quân mình thiệt hơn. Vâng, dâng L sẽ có A, thậm chí là tí nữa sẽ có cặp P. Vậy rất nhanh tay dành cho Idol Bắc Pro, hay quá nhỉ. Giữ được hai dân, tí nữa đóng P đóng A các kiểu đấy. Thế lên đời xong bắt đầu đóng các nhà, dâng một tình huống gắt luôn. Rồi bên này cũng có P thủ, tiếp tục mang dân lên rồi. Có lẽ nên nên đóng thêm P nữa chứ, nhiều nhiều P đi, trận đấu này nâng được cái đào vàng đấy ngon, thì không thì tăng dân ăn vàng lên. Họ dâng P hay dâng cái gì kia, đó là một P dành cho Greg. Bên này cũng có P2 luôn, ok nha, hợp lý rồi đấy. Ôm rát anh em ạ, trận này họ ôm rát đấy. Hai P đóng ra, chân mệnh sư tử vẫn đang gọi là bình tĩnh giữa nhà nhỉ, nhưng mà vàng nó không ăn được kìa. Mang hết phù ra mà kê vàng đi, không đóng chiếc BS mới là cái bãi vàng này đấy, làm bãi vàng thứ hai đi. Bây giờ không ăn được vàng, không xin được phù là cũng nhọc phết đấy. Và tiếp tục có P3, chính xác đó là P2 của Greg chứ không phải là P3. Nhưng mà cái mấu chốt vấn đề đó là người cầm Kata đang không ăn được vàng. Ôm quả này cảm giác khó chịu nhỉ, có thua không ta? Trận này mà thua thì đúng là cay. Xin cả lạc đà ra nữa. Và có lẽ xin lạc đà ra đỡ chém này, nhưng mà có lẽ không không cần xin lạc đà đâu. Để vàng đấy mà xin được con phù mót nào hay con phù đấy. Chứ còn tầm này thì có lẽ cũng không cần thiết phải có lạc đà làm gì cả. Nhỡ bị họ phù mất thì lại thôi đau đầu. Đấy, phù nhiều lắm đấy, cẩn thận. Một P nữa dành cho Kata, ăn được bãi vàng thứ hai. Tất cả mọi thứ vẫn đang ok, vẫn đang xử lý rất bình tĩnh. Bình tĩnh là thắng, bình tĩnh là thắng, không vấn đề gì cả, xin P ra đi. Ôm rát đến từ Greg, nhưng mà bên này Kata vẫn đang thủ được, ăn được vàng là ok, mấu chốt vấn đề là vàng. Bãi vàng này thì không ăn được nữa này, nhưng mà cái bãi vàng mới kia thì đang bú được. Còn chém có chịu tích nhỉ, còn lạc đà xin ra thì bị chính con phù thủy của đối phương phù và quay lại vã vào dân của mình luôn. Đau. Tam Lai tụt một tơn còn 15 và thua trận này rồi. Trận đấu bom quá hay đến từ anh Bắc Pro. Hay thế nhỉ. Và ngô bom giáp thật. Phủ đen phát nữa quýt luôn, quýt. Hay. Và 2-4 dành cho game thủ Bắc Pro. Một trận đánh
mẫu mực, chuẩn bài và giành được chiến thắng xứng đáng thôi. Hay quá. Bao nhiêu rồi nhỉ? 42. Vẫn còn sống là còn chiến đấu anh em ạ. Cầm quân cửa dưới nhưng anh thi đấu rất là quyết tâm và có được trận đấu thứ hai của mình. Bây giờ thì hy vọng quân đỏ cho anh đi. Hy vọng anh có một tuần quân đỏ đi. Đấm cho Trần Mạnh Thiên Tử nhát nữa. Cho khiếp. Đây rồi. Cái gì nhỉ? Percy, Percy thì đẹp rồi, bên kia không biết quân gì. Sao quân lại nhanh quá rồi. Dương Tiền Hải không biết còn đang xem không ấy. Comment cho cái quân gái. Cảm ơn anh Lưu Hải Nam nhá, như vậy Katha. Chào anh, Katha Percy, thế khó cho Katha nhỉ. Katha thì công phù Per được, nhưng vấn đề là có lên được đời sớm không. Còn con Per này mà một bài nhiều yêu voi lên đời sớm thì có lẽ là cũng không cần đến những con phù thủy đâu. Sẽ dứt điểm Katha trong một nốt nhạc hoặc là có một cái lựa chọn khác cho cái bài Per, đó là đánh thẳng cung ngà. Thằng cũng ngà hai áo luôn, đúng không ạ? Hiếu 7 con anh em ơi, không biết là có lùa được về không. Không lùa về 2-3 con tí nữa em đóng S ăn cũng được. Vẫn muốn lùa về cho bằng hết anh em ạ, hay quá. Để xem cho mình tin tưởng lùa về hiếu này như thế nào nhá. Lùa sát mép tường thì có cách lùa rồi, nhưng hiếu sát rừng như thế này thì lùa kiểu gì? Ô, nó tự ra à? À, như vậy đi vào đây tự ra anh em ạ. Ra hết rồi, 7 con ngon lành này. Bây giờ về nhà chính luôn này. Hai dân lùi hiêu luôn, thao tác đúng là như top 1 là có thật. Vâng, mấy hiêu 7 con mà nằm tại nhà chính thì Pơ sẽ ép đời siêu sớm đây. Vài nhà khung đấy, lừa lừa đánh thẳng cung A được không? Trận này không biết là Trần Mạnh Thiên Tử có dám đánh thẳng cung A không. Thực ra này, bài đánh thẳng cung A là bài hợp lý. Bởi vì đánh gặp Kata thì trước sau thì sẽ phải lên cung A, chống phù. Có thế thì ta cứ đánh thẳng thôi, sợ gì. Con Pơ này lên đời sớm nên là chuyển cung an nó nhanh em. Không sợ những cái tình huống công ca mấy đâu. Lực nó khỏe nữa. Có quả phụ rồi này, bây giờ chỉ cần bú thêm cho mình đối với bầy hiêu này nữa. Bú hiêu nữa thì cái lực nó dồn lên nhanh và lên đời phát kích cung an luôn. Nhiều trận đánh người ta cầm Pơ thì 15 phút đã có cung an 2 áo rồi. 15 phút đã có cung an 2 áo rồi anh em ạ. Đánh khỏe như vậy mà bấy nhiêu đầu hình như vẫn còn một con đấy thầy ơi. Đưa về nốt đi cho nó khỏe. Vàng đâu? Ô, vàng ngoài. Vậy vàng ngoài, vàng ngoài thì phải xem xét lại. Vàng ngoài khả năng đánh chém thôi. Ôi, có voi nữa này, đẹp quá nhờ. Câu con voi này về chứ còn gì nữa. Lùa nốt con hiêu trong bấy nhiêu đầu về nữa là ngon. Khai thác bầy hiêu xa trước, ăn bãi quả phụ gần sau. Không, quyết định là ăn quả trước anh em ạ. Đi ăn quả nhỉ, đi ăn hiêu đi, không đi. Hiêu xa bú phát là quay dân về mà cơ cấu chứ. Như thế này thì khả năng là Trần Mạnh Thiên Tử sẽ đánh chém, không phải đánh cung đâu. Thứ nhất là vàng ngoài và thứ hai là đang ăn những đồ ăn gần trước. Còn đồ ăn xa thì có lẽ tí nữa Trần Mạnh Thiên Tử mới ăn. Cái bãi hiêu kia khả năng phải bú đấy. Rồi, bầy hiêu rất xa. Chém cũng được, chém thủ phù chuyển cung A sớm cũng được. Mà thậm chí không cần phải thủ phù. Còn con hiêu đâu, bầy hiêu đầu không lùa về nốt đi. Vâng, 806 với bài 25 dân và kích đời khá sớm. Đóng thêm chiếc bé thứ hai như thế này thì ý đồ là gì đây? Vàng mà ngoài như thế này thì đánh cung hơi nguy hiểm nhé, họ ôm vàng là mệt đấy.
Thôi thì đánh chém thời điểm đầu, sau đó chuyển cung sau cũng được. Có con lạc đà kê vàng chứ. Chào anh Nguyễn Văn Quân. Vâng, anh kính chào thằng bình luận viên đầu đá. Hay quá anh ơi. Chào tất cả anh em đang theo dõi nha. Hello mọi người nha. Vốn hai anh em ạ. Trận này đang là trận chung kết tiếp theo của anh Bắc. Và anh được cầm con Katha đối đầu với con Pơ như thế này thì hơi nguy hiểm cho anh. Bài Pơ gọi là đẹp đấy. Bài này thì lên đời không quá sớm, nhưng mà được cái là cái lực nó quá khỏe. Và BL với BA đây. BL đúng không? BL đứng gần vàng để kê vàng luôn. Đấy, được. Đáng tiếc bãi vàng nó trồi ra ngoài, bãi vàng trong thì cũng ra thẳng luôn chứ còn gì nữa. Cách đời với 27 dân cơ. Đầu 11. Thế là lên đời có khi muộn hơn Kata ấy chứ. Do Kata đến rồi này. Phải đắp ruộng này, còn khướt mới chuyển được cung A thôi, thì cứ đóng phù đi. Nên đời vẫn phải đóng phù thủ anh em ạ. Cung A còn lâu mới chuyển được. Lo quà lòng ngoạc này có khi thua. Rồi, một P hợp lý, hợp lý. Con giò chọc khó chịu thế nhỉ. Katha thì vì là thiệt quân nên là đang muốn tận dụng lợi thế thời điểm đầu bằng cách nâng cấp công giáp đầy đủ cho con ngựa giò của Catalan. Đấy, chọc nhiều dân của Pơ để làm Pơ yếu, sau đó thì về bắt đầu là công phù. Đấy, làm Pơ không lên được cung A sớm và về chuyển bài đi dân phù. Có phù luôn, có phù rồi, nhưng mà đáng tiếc là hai con nông dân xây P đang bị phát hiện, cái P2 chưa đóng được. Thế này thì sẽ có thời gian để cho, vâng, đảm bảo là có thời gian để cho anh Bắc có thể, à, cho chân mệnh thiên tử có thể chuyển được cung A. Thì ngay lập tức bị con lạc đà công bãi vàng quá đau anh em ạ. Tham lại còn có 20 thôi, cụ có đi không? Cụ tỷ lệ cụ đi đang là cao lắm. Vâng, bài Katha lên đời sớm hơn thì vài đánh hay quá nhờ. Bây giờ thì 2p đóng được rồi thì căng này. Đóng A bây giờ lực đâu mà chuyển. Với cái kể cả ông chuyển được cung A một vài, cung A họ cũng phù nốt đấy, phù hết. Trận này lỡ ngỡ thua là có thật anh em ạ, thua thật đấy. Ba bốn có đều ạ. Phù mình còn đén nữa, chịu thật. Gõ một luôn cho nó xong. Pơ và thua Kata. Hơi đáng tiếc trận đấu này. Trận đấu mà anh Bắc lại một lần nữa đánh chuẩn bài, giành được chiến thắng. Anh Bắc Pro thì được cái là kinh nghiệm đầy mình anh em ạ. Anh đánh chuẩn bài lắm. Thao tác thì có lẽ là so với giới trẻ thì hơi khó so, nhưng mà về tư duy kinh nghiệm thì thoải mái, chơi thoải mái. Và đánh chuẩn bài là có lợi thế lớn rồi. Một trận đánh hay của người cầm Kata, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Hay quá anh ơi. 4 đều không? Trận này cầm xiang nữa là 4 đều này. Trận này cầm xiang nữa là 4 đều luôn.
Ketamin. Ketamin tươi luôn, ketamin là đánh tốt. Minoan thậm chí đánh giá cao hơn so với Kata. Và đến lượt là người cầm Katarian chân mệnh thiên tử sẽ phải đi công phu ngược vào nhà Minoan. Nãy là cầm Greg thắng Min rồi đấy, bây giờ cầm Kata để xem nào. Áp dụng đúng chiến thuật của trận Greg lúc nãy luôn. Dựng lên ôm bãi vàng trong công phu. Được, đừng để cho con Minoan lên cung Nga sớm là được. Đúng không ạ? Nhưng mà vẫn phải ép đời rát rát tí. Đừng muộn quá. Và công tuần đầu nó rát rát tí nữa. Tìm được nhà đối phương sớm là ngon nhất. Có voi rồi. Yêu đầu xa này mà vẫn lùa về anh em ạ. Đúng tư duy top khác bọt nhỉ. Mình nhìn thấy bầy hươu này thôi, cứ lùa về bãi đá mà phi tại chết tại đấy. Đóng một cái S chay cho nó đỡ tiếc. Đấy, lùa về làm gì bây giờ? Ba hươu đang quấn vào nhau này. Khiếp thật, hiểu xa thế mà vẫn lùa anh em ạ. Cảm giác sau khi để thua hai trận liên tiếp thì tạo tác của trận mệnh thiên tử bắt đầu là hơi bị lòng ngoằng rồi đấy. Không biết cụ có gãy nốt trận này không. Gãy nốt trận này thì đúng căng luôn. Bốn đều thì lúc đấy khó đấy. Bốn đều là dễ trận cuối, dễ cầm quân tịt lắm. Ồ đây rồi, đồ ăn đây anh em ạ. Ra ngoài này thì phát hiện ra một bầy hươu, ba con voi, một bầy bái quả nữa. Câu voi về á? Khiếp nhỉ. Có tay, có chân, có khác. Ba voi không đóng một cái S mà ăn ba cho nó dễ. Thậm chí ăn bầy hươu xong là đóng S câu voi về đấy cho nó gần. Hoặc là đóng ở bãi vàng này này. Đã, tí lên ăn vàng luôn. Tội gì nhỉ? Nhưng mà có tay anh em ạ. Có tay thì tranh thủ câu về thôi. Còn một con voi sẽ câu về, còn hai con voi còn lại mình ăn tại S. Tranh thủ cho dân ở nhà nó đỡ phải di chuyển đi. Tư duy ép đời vậy là chuẩn đấy. Chứ nghe gì mấy ông bình luận viên có biết đánh đế chế đâu mà. Rồi, con voi tiếp theo. Đây là con voi thứ tư. Và vẫn là đưa về nhà chính anh em ạ. Chứ không S yếu gì cả. Bầy hươu kia có lẽ là chân mệnh thiên tử không thèm ăn luôn. Hoặc là đóng chiếc S cạnh máy vàng này. Xong lùa một hai con hươu về thôi. Ui, chết dần.
chết dần chết dần rồi. Con voi về đến nơi rồi vẫn chết dần, cày thế. 25 dân trừ 1. Bên kia 26 dân đến từ Minoan. Một BL đóng còn đóng tại nhà thôi, nhưng mà có lẽ sẽ là một đánh một thế công. Thì phát hiện ra nhà đối phương thì sẽ mang những con dân của mình lên để thiết kế chiếc nhà BP công P vào nhà của Kata, à cả nhà của Minoan. Được, thế anh được. Nhưng mà phải công sớm nhá. Phát hiện ra công luôn chứ để Minoan lên được công A là hơi nhọc. Làm tí tí phù. Một P đó. Min cũng Min cũng ra ruộng tại nhà chính ấy các bạn, và khả năng là cũng đang chuyển được cung A hay là đánh cung A thẳng ấy nhỉ. Nãy thấy cứ T bắn đúng không? Đánh cái cung A thẳng trận này thì phải công gắt cơ. Không nhầm là đánh cung A đấy. Thì xin chém luôn đúng không? Như vậy cung A thẳng luôn. Thế phải công gắt gắt tí. Phút 14 thì chắc là đang nâng cung A 2 áo rồi. Nhưng bên này đang có một con ngựa chém, với đó là những cái nhà BP. Hơi đáng tiếc là bãi vàng bị trồi ra ngoài anh em ạ. Chưa bo được bãi vàng bị con chém thả vào. Điểm yếu chí mạng của người cầm Minoan. Hai bãi vàng gần nhau và đều trồi ra ngoài này. Chí thật. Trong nhà là họ xin được con phù thủy đầu tiên rồi đấy, nhưng mà vấn đề là con phù thủy cũng không thể dám ra đây để có thể làm ăn được. Mà không ra thì không ai kê vàng. Hai con phù thủy luôn, nhưng không kê vàng thì lấy đâu vàng ra mà sóc tiếp những con phù thủy, đặc biệt là chuyển cung A thì nó phải cần vàng. Trận này thì đánh tỉnh quá, trận này cảm giác là đánh chuẩn chỉ hơn này, chi tiết hơn, và có lẽ sẽ là giành chiến thắng thôi. Minoan không ăn được vàng anh em ạ, thua. Không ăn được vàng phải chịu thua thì biết sao được. Còn đúng bay gỗ nữa. Thủ được gan phù trong này thì vẫn đang giữ được cái bãi gỗ này, nhưng mà vấn đề là ôi lọt này, giữ được bãi gỗ có làm được gì đâu, kể cả vẫn thủ phù được nhưng mà cung A không chuyển được thì trước sau gì cũng sẽ thua. Phù được bên này phù lại luôn, rất dễ đánh các anh em ạ. Hai trận Minoan đều bị thua cùng với một kịch bản, đó là công phù. Trận này thì anh đã có thể có một chiến thuật khác, đó là chuyển cung A thẳng, đánh cung A thẳng chứ còn không đánh chém nữa, nhưng mà vẫn thua. Chứng tỏ con Minoan này mà gặp những con công phủ rát thì cũng yếu nhỉ. Đấy, con Minoan này tính gặp những cái người mà công phủ hay là cảm giác yếu yếu thật, không làm gì được, không cựa được anh em ạ. Và chung cuộc là 5-3 dành cho game thủ Chân Bệnh Thiên Tử. Chiến thắng cũng có phần nhọc nhằn, nhưng mà cuối cùng thì anh cũng đã giành được thêm cho mình 100 điểm trong bảng xếp hạng. Một chiến thắng quý đấy. Hôm nay Chân Mệnh Tin Tử đã tìm được một đối thủ mà xếp trên của mình, và chiến thắng này sẽ giúp cho anh có thêm 100 điểm, và em sẽ cố gắng cập nhật được cái bảng xếp hạng cho mọi người theo dõi mọi người nha. Còn bây giờ thì xin phép chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em trong những kèo đấu tiếp theo của Aula. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.